Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, là ngày cúng ông công ông táo, thì mình nảy ra ngay một ý định, tức là làm xôi ngô để cúng ông công ông táo. Mình sẽ giới thiệu với các bạn cách nấu xôi ngô cấp tốc, không cần phải ngâm gạo trước, chỉ cần có đủ nguyên liệu trong nhà, lúc nào cần là nấu và có thành quả ngay lập tức. Nguyên liệu gồm có 450g ngô đóng đá, 150g hành khô. Mình mua loại hành salad ca thì nó thơm và nhỏ nhắn giống hành khô Việt Nam, rán lên nó dễ giòn. Đỗ xanh đã cà vỏ thì cần 400g. Gạo nếp sẽ cần 200g. Mình mua loại bao bìa có hình quả táo, đây là thương hiệu uy tín nhất, tuy đắt bằng 3-4 lần gạo bình thường nhưng rất ngon. Ngô vừa từ ngăn đá bỏ ra thì mình sẽ rửa qua một chút rồi mình tranh thủ luộc luôn. Mình cho nước lã và mình luộc. Cách làm của mình là cấp tốc, cho nên là trong khi làm cái nọ thì mình sẽ lần lượt làm cái kia một cách hợp lý nhất. Bây giờ mình sẽ cân 400g đỗ xanh và ngâm. Chỉ cần ngâm độ khoảng nửa tiếng là được các bạn ạ. Đỗ xanh thì nó mềm rất là nhanh. Gói đỗ nửa cân thì mình đã lấy 4 lạng, bây giờ còn đúng 1 lạng, tức là họ cân rất chính xác các bạn ạ. Gạo thì chỉ cần 200g, xôi ngô cần nguyên liệu chính là ngô, cho chúng mình không nên cho nhiều gạo quá. Hành thì cần 150g, mình cũng không ăn nhiều hành, trên 150g vẫn là thừa. Trong lúc chờ ngô chín thì mình sẽ thái hành thật mỏng. Ngô mình luộc 10-15 phút cho nó mềm hẳn thì mình sẽ bỏ ra. Mình cho thẳng vào nồi cơm điện để tí nữa nấu luôn bằng nồi cơm điện chứ mình không đổ. Mình chắt nước ra để các bạn sẽ nhìn cho chuẩn, chứ còn mình sẽ không bỏ đi một tí nước ngô nào. Nước ngô này rất là ngọt. Gạo thì bây giờ mình sẽ đem vo. Vo xong rồi mình đổ luôn vào nồi. Cho một thìa cà phê muối. Mình sẽ đổ vào đây một muôi nước ngô. Các bạn nhìn mực nước như thế này là vừa mình đã đảo gạo cho nó lặn xuống dưới để nó ngấm vào nước. Sau đó mình bỏ vào nồi cơm và nấu như là nấu cơm. Trong thời gian nấu cơm và ngâm đỗ thì mình lại tranh thủ mình rán hành. Cho từng này dầu để khi cho hành vào thì dầu nó sẽ ngập hành xâm xấp. Khi sôi cạn thì mình sẽ bỏ ra và mình kiểm tra xem là hạt gạo như này đã vừa chưa. Nhìn như này là chuẩn các bạn ạ, sẽ không nát và cũng không cứng. Đây các bạn sẽ nhìn hạt gạo để các bạn cân cho chuẩn. Nấu bằng loại gạo gì thì chúng ta cũng nên kiểm tra xem là nó đã vừa chưa. Nếu chưa vừa thì phải cho thêm nước. Thường khi nấu xôi gấc hay là xôi vò thì mình mới đổ, chứ còn tất cả các loại xôi mình nấu như là nấu cơm. Hành thì mình sẽ nhìn cái màu nó vàng như thế này là mình tắt bếp đi. Bởi vì bếp hãy còn nóng và dầu rất là nóng, cho nên là nếu mình không tắt đi thì là nó sẽ bị cháy hành. Các bạn thấy là khi gắp ra thì màu hãy còn vàng nhạt như này, thế mà để một lúc này nó lại vàng đậm vào. Màu vàng đẹp không các bạn? Rất là giòn ngon lắm. Hành này chúng ta để thật nguội xong hãy đậy thì là nó sẽ không bị mềm, để đến mấy hôm sau nó vẫn cứ giòn mãi. Lúc này sau 20 phút nấu thì mình mở nồi sôi ra thì thấy nó có rất nhiều hơi. Hạt sôi dẻo vừa phải rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ nấu đỗ.
cho vào một thìa cà phê muối. Và chỗ nước luộc ngô thì mình cũng lại cho vào tiếp, mình không bỏ đi. Rất ngọt và nhiều vitamin, mình phải tận dụng chất bổ chứ đúng không các bạn? Hồi xưa các cụ ở Việt Nam bán xôi thì thường hay dùng ngô nếp. Đấy là loại ngô nếp khô, xong rồi các cụ bung với vôi. Ngô nếp thì được cái nó dẻo, thế nhưng mà làm sao ngọt bằng ngô Mỹ được. Khi ở bên Tây này thì một lần mình đã mua thử mấy bắp ngô nếp mà người ta bán ở châu Á, người ta để đóng đá. Mình về mình tẽ hạt ra mình nấu nhưng mà nó nhạt lắm. Và mình cũng từng mua thử ngô nếp khô rồi. Nó có cả vỏ ngâm xong lại phải bỏ vỏ, rất là mất công. Nấu đỗ thì các bạn cho ngập nước như thế này. Khi mình nắm cái đỗ để mình thái ra thì mình cần nó mịn, cho nên là mình sẽ nấu đỗ mềm hơn một chút. Nếu mà không nấu đỗ kiểu này mà chỉ đồ thì đỗ nó sẽ không được mịn. Khi mà đỗ hãy còn một chút nước ở dưới nồi như này thì mình sẽ tắt bếp, bởi vì là cái đỗ này nó cũng rất là nhanh bị khê, cho nên là mình cũng phải cẩn thận. Khi mình tắt bếp đi thì bếp điện thì nó vẫn không nguội ngay mà nó còn nóng một lúc nữa. Tắt đi thì nó vẫn sôi lim dim một lúc và mình chờ cho nó nguội hẳn thì mình bật số 1. Khi mà tất cả các việc đã xong thì là cũng vừa lúc sôi nó chín. Mình sẽ bỏ ra bát để cho nó nguội. Xôi này là loại xôi để ăn nguội chứ không phải ăn nóng các bạn ạ. Khi mà ăn mùa hè thì nó rất là mát, bởi vì là những cái hạt ngô này nó mát lạnh và nó ngọt. Xôi ngô thì thường cái lượng ngô bao giờ nó cũng phải gấp đôi gấp ba lượng gạo. Chủ yếu là ngô có tí gạo thôi, cho nên là thường là cái hạt gạo bao giờ nó cũng hơi nan nát một chút. Nhưng mà mình nấu thì lại không nát một tí nào, bởi vì là cái lượng ngô này vẫn chưa là đủ. Với 2 lạng gạo có thể nấu cùng 5 hoặc là 6 lạng ngô thì mới đúng chuẩn. Thời mình còn nhỏ ở với ông bà ngoại thì bữa sáng của mình thường xuyên là xôi lúa hoặc xôi xéo. Chỉ mua một gói 3 hào thôi, có tí xíu chứ ngày nào cũng ăn được mà không bao giờ chán. Có một tí cháy này thôi không đáng kể các bạn ạ. Bây giờ công đoạn cuối cùng thì là đỗ đã vừa xong. Đỗ đã bở tơi và rất là mềm. Mình chỉ cần dầm một chút là nó đã bét ra rồi, không cần phải giã. Mình sẽ xới ra một nửa để chốc nữa trộn với xôi, còn một nửa thì mình sẽ nắm lại thành những cái nắm tròn. Đỗ bây giờ rất là nóng các bạn ạ, thế nhưng mà phải nắm lúc này thì nó mới chặt vào với nhau. Mình có những quả bóng đỗ tròn và rất là mịn các bạn ạ. Đỗ và xôi phải để thật nguội thì lúc đấy mới trộn vào với nhau. Bây giờ khi xôi và đỗ đã nguội hẳn rồi thì mình bắt đầu mình lấy ra mình trộn. Mình cứ trộn và dần dần như thế này, mỗi lần trộn một ít. Bây giờ món xôi ưa thích của tuổi thơ của mình đã hoàn thành rồi. Không khác gì ngày xưa cả, nhưng mà chỉ có điều một bát này chắc là bằng 4 bát của ngày ấy. Mình sẽ thái đỗ thật là mỏng và thật là nhanh. Hành giòn nghe lanh canh. Dưới một chút mỡ nước hoặc là dầu. Và thêm một thìa đường. Kiểu ngày xưa nó là như thế các bạn ạ. Mình không biết là bây giờ các bạn ăn với gì. Có thể là giò chả hay là thịt kho tàu. Thế nhưng mà mình sẽ không bao giờ ăn kiểu mới, mà mình chỉ thích ăn lại cái kiểu cũ của ngày xưa thôi. Các bạn thấy cách nấu của mình có hay không? Có tiện lợi không? Nếu các bạn nghĩ là có thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.
Nếu không thích thì cũng bình luận để cho mình được biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chào các bạn.